Lại một lần nữa, cuộc chiến ngày càng đẩy lên mức cao trào. Kẻ thù lần này họ phải đối mặt là sự lật mặt của tên Blockstar. Hắn ta đã hoàn toàn chiếm được sức mạnh của Pandora Pox và muốn giải phóng sức mạnh của nó. Chế tạo thành công một cặp vũ khí nâng cấp để kết hợp một lần nữa với Bill Driver là một chiếc nắm đấm lửa và Bottle đại diện cho nó. Đây là một cục nham thạch vẫn chưa thể nào bùng cháy và đang bị khô hạn. Nó cần một nguồn sức mạnh để giải phóng tiềm năng. Ban đầu anh bắt buộc phải chiến đấu bằng chiếc nắm đấm để trang bị cho hình dạng Crosshead. Crosshead Jelly đã bị tên Evolve vô hiệu hóa. Hắn ta cũng muốn Banjo tiếp tục tiến hóa với mục đích của hắn. Mục đích của hắn là hoàn toàn khôi phục được hình dạng của mình. Và Banjo chính là một phần cơ thể nên anh cũng cần phải phát triển để ngày một mạnh hơn, xứng tầm với hắn. Cảm thấy được quyết tâm của Banjo, hắn đã dồn anh vào bước đường cùng, cho anh sức mạnh của Pandora Box. Nhận được nó, chiếc Bottle Magma đã thức tỉnh cùng chiếc Knuckle, giúp anh biến thành Core Crosshead Magma, một lò luyện nham thạch đổ vào người của Crosshead, chúng hóa đá và chuyển hóa thành đầu những con rồng khổng lồ, phá vỡ lớp đá này tạo hình của anh Crosshead Magma. Đây có thể coi là một trong những form đẹp nhất liên quan tới rồng cũng như ngọn lửa. Nó không đơn thuần là ngọn lửa đỏ mà là ngọn lửa cam của những tảng nham thạch đang bùng cháy, giống như sức mạnh của Crosshead. Nó không phải là ngọn lửa được bừng sáng từ đầu mà là một viên nham thạch chỉ chờ một ngày nào đó bùng phát, nhưng ngọn lửa của nó sẽ cháy âm ỉ và ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có hai màu đơn giản là cam cũng như đen, nhưng nó đủ sức để làm được form anh cực kỳ đặc biệt, là một form đối xứng với tạo hình là dòng chảy nham thạch và những tảng đá cũng chính từ dòng chảy này khô lại. Phần tai của anh là hai phần đầu rồng bao trọn cả phần cổ tay. Phần vai cũng tương tự như vậy, với một đường kẻ nham thạch ở giữa miệng hai con rồng. Sau lưng của anh có một phần nham thạch phun trào nhìn rất đống đôi cánh nhỏ đại diện cho Dragon. Phần thân là một phần đầu rồng đen cùng với những dòng chảy nham thạch. Nếu nhìn trực diện, nó sẽ nối thẳng với hai phần sau để tạo nên một tổng thể vô cùng đẹp. Gương mặt của anh chỉ bừng cháy hơn và đổi tông màu mà thôi. Sức mạnh của anh đến từ sự bộc phát dung nham, những đòn đánh quy lực bắn ra nguồn lửa từ dung nham văng tung tóe khắp chiến trường. Càng đánh anh sẽ càng hăng máu. Trong trận chiến với Crosshead, khi Bill đã bị khống chế, anh hoàn toàn thức tỉnh được sức mạnh này và áp đảo hoàn toàn tên Evolve. Mặc dù hắn ta cũng đã có hình dạng Rabbit từ Sento, nhưng anh cũng không hề kém cạnh khi bộc phát được nguồn sức mạnh tuôn trào trong cơ thể của mình. Tất cả những đòn tấn công còn lại của anh sẽ đều thiên về lửa và anh sẽ lao tới tốc độ phun trào của nham thạch để tấn công kẻ thù. Đòn tất sát sử dụng Bill Driver là Volcanic Attack. Giống như tên gọi, nguồn núi lửa phun trào, anh lao thẳng lên bầu trời cùng với bầy rồng cuồng loạn của mình, tụ tập chúng vào chân để tạo ra nguồn sức mạnh khổng lồ, giáng cú đá nham thạch vào người kẻ thù. Sau đó bầy rồng cuồng loạn sẽ thoát ra khỏi người kẻ thù để tạo sức thương cực lớn giáng vào người chúng.